Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Đông Nhi, ông Cao Thắng và những cặp sao Việt nô nước lên chức bố mẹ trong năm 2020. Năm 2020 được xem là năm V-Biz chứng kiến sự chào đời của rất nhiều nhóc tỳ kháu khỉnh đáng yêu. Ngày 23 tháng 3, hai vợ chồng diễn viên Quang Tuấn và ca sĩ Linh Phi đã chào đời bé gái nặng hơn 3,2kg. Ngày 17 tháng 4 vừa qua, ái nữ nhà Minh Nhựa cũng hạnh phúc khoe khoảnh khắc đón thành viên mới của gia đình. Được biết Trời Phạm hạ sinh quý tử đầu lòng, em bé có tên gọi thân mật là Tiết. Con trai chào đời, Tâm Nguyễn chia sẻ ngắn gọn. Cả thế giới thu gọn lại bằng hình hài nhỏ bé. Đông Nhi. Sáng nay ngày 28 tháng 4 trên trang cá nhân, Đông Nhi vui mừng thông báo tin vui đến với khán giả sau 6 tháng kết hôn. Cô xác nhận mình mang thai con đầu lòng, vợ chồng cô chính thức được lên chức phụ huynh. Cụ thể ông Cao Thắng cho hay, lần đầu tiên thấy anh ấy hồi hộp từng ngày suốt 3 tháng qua. Cảm ơn thiên thần nhỏ đã xuất hiện trong cuộc đời. Ngay sau thông báo của Đông Nhi, rất nhiều sao Việt và các fan đã gửi lời chúc mừng đến hai vợ chồng. Quỳnh Anh. Cầu thủ Duy Mạnh và Quỳnh Anh kết hôn vào ngày 9 tháng 2. Từ khi về chung sống chung một nhà, trung vệ, hết lòng yêu thương, chăm sóc bạn đời như đó giờ anh vẫn làm. Trong lễ cưới, Quỳnh Anh đã vướng nghi án bầu bì, nhưng đến nay cả hai vẫn chưa lên tiếng xác nhận. Trước tin đồn cặp đôi chuẩn bị đón đứa con đầu lòng, người thân của công chúa Béo đã xác nhận. Được biết vợ Duy Mạnh đang mang thai được 2 tháng. Văn Đức. Sau 5 tháng yêu nhau, cầu thủ Văn Đức quyết định về chung một nhà với cô giáo Nhật Linh cùng quê vào ngày 30 tháng 1 vừa qua. Sau hôn lễ, bạn đời của Trần Suất tuyên bố mang thai nhưng khẳng định vợ chồng không cưới chạy bầu. Hoa hậu Đặng Thu Thảo cùng sinh con. Ngày 24 tháng 4 vừa qua, Hoa hậu Đặng Thu Thảo chính thức lên tiếng xác nhận đang mang bầu lần 2. Cụ thể, trong những khung ảnh Đặng Thu Thảo diện chiếc váy rộng màu đỏ, tranh thủ đến tham dự dự án mới của ông xã Trung Tính trước ngày làm bồn. Vào ngày 20 tháng 3, Hoa hậu Đại Dương 2014 cũng thông báo về việc mang bầu song sinh. Annie và Tony là tên của Mơm đặt ở nhà cho hai con ruột của Mơm. Đã 1/2 hành trình rồi, ba mẹ con cùng cố gắng thêm 1/2 hành trình nữa là đủ tháng đủ ngày. Cùng gửi lời chúc sức khỏe đến các mỹ nhân Việt như Đặng Thu Thảo, Hoàng Oanh, Đông Nhi và nàng Watts, mong đợi họ sẽ vượt cạn thành công. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.